Chào các em, ở buổi học trước thì chúng ta đã được nghiên cứu về lý thuyết về dao động cơ và dao động điện tử. Chúng ta thấy sự tương quan của bọn chúng và chúng ta cũng đã được làm những dạng bài cơ bản nghiên cứu về biên và nghiên cứu về những công thức tính chu kỳ tần số góc trong mạch dao động LC, trong con lắc lò xo, trong con lắc đơn, vân vân. Thế thì bài ngày hôm nay chúng ta tiếp tục sẽ nghiên cứu về những dạng bài mà có tính tương đồng ở hai chuyên đề này. Thì đó là dạng bài đầu tiên là quan hệ tức thời của các cái đại lượng dao động của chúng ta trong quá trình mà vật dao động cơ và trong quá trình mà mạch dao động LC của chúng ta chính là dao động điện tử mà chúng ta đang nghiên cứu. Thế đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về chuyên đề dao động cơ. Khi mà vật của chúng ta dao động điều hòa thì có các cái đại lượng dao động như sau: ni độ x, vận tốc v, gia tốc a và lực kéo về f. Ngoài ra bài cũng có thể hỏi chúng ta về động lượng. Động lượng là gì? Đó là tích của khối lượng nhân với vận tốc, P bằng M nhân V. Nếu như người ta hỏi các em cũng cần nhớ như vậy. Do đó P và V là hai đại lượng dao động cùng pha với nhau, đúng không nhỉ? Chúng lệch nhau bởi hệ số tỷ lệ khối lượng M. Đấy. Thế thì các cái hệ thức độc lập vuông pha, đây là vuông pha, đây là vuông pha và đây là cùng pha. Và bọn này của chúng ta thì ngược pha với thằng X. F và A thì ngược pha với X, thế nên hệ thức độc lập như thế này. Thế thì các cái hệ thức độc lập không có chứa biến thời gian này cho chúng ta biết điều gì? Lý thuyết thầy cũng đã nói rồi. Đó là cho chúng ta biết rằng tại một thời điểm, nếu như cho biết một đại lượng, chúng ta sẽ tính toán được tất cả các đại lượng còn lại thông qua các hệ thức độc lập này, đúng không? Chẳng hạn, nếu như người ta cho chúng ta ly độ x của vật, tức là vị trí của vật, thì lập tức chúng ta cũng sẽ tính toán được tốc độ của vật khi đi qua vị trí đó, trị hướng của v. Lập tức chúng ta cũng tính toán được gia tốc của vật khi đi qua vị trí đó bằng cách chúng ta nhân với O trừ omega bình. A bằng, đấy chúng ta có thể viết rõ thằng này ra, đó là A bằng trừ omega bình nhân với x. Đấy, có x chúng ta nhân với trừ omega bình là chúng ta có được ngay gia tốc. Và chúng ta cũng có thể nhân với trừ m nhân omega bình là chúng ta sẽ có được lực kéo về tác dụng lên vật tại vị trí đó. Nếu như mà người ta cho chúng ta tốc độ của vật, người ta hỏi là vật đang ở vị trí nào, thì chúng ta thế vào hệ thức này, dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ tính được x, tức là tính được độ lớn ly độ của vật, xem vật của chúng ta đang cách vị trí cân bằng là bao nhiêu khi mà vật có tốc độ như vậy. Chúng ta cũng có thể tính toán được gia tốc của vật qua hệ thức này. Đấy, người ta cho v, chúng ta cũng tính được a qua hệ thức này. Đấy, và nếu như tính được a rồi thì dĩ nhiên chúng ta cũng tính được lực kéo về tác dụng lên vật khi mà vật có tốc độ như vậy, được chưa? Tóm lại, nếu như người ta cho chúng ta một đại lượng thì chúng ta sẽ tính toán được tất cả các đại lượng còn lại thông qua các hệ thức này. Và nếu như người ta cho chúng ta hai đại lượng thì chúng ta cũng thế vào một trong các cái hệ thức độc lập của hai đại lượng từng cặp ở đây để mà tìm được các cái hằng số mà người ta hỏi. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào các ví dụ. Trước khi đi vào các ví dụ thì các em nhớ cho thầy ở những cái công thức độc lập vuông pha này, chúng ta nên nhớ những cặp số đẹp. Đó là 1/2 căn 3 chia cho 2, bởi vì thằng này bình cộng thằng này bình bằng 1, căn 2 chia cho 2 và căn 2 chia cho 2. Cặp số đẹp này chúng ta dùng như thế nào? Rất đơn giản, đó là nếu như vật của chúng ta có ly độ trị tuyệt đối của x bằng a chia cho 2 thì chắc chắn rằng là tốc độ của vật đang bằng v max căn 3 chia cho 2, tức là omega nhân a căn 3 chia 2. Nếu như vật của chúng ta đang có trị tuyệt đối của x cách vị trí bằng ấy, vật đang cách vị trí bằng, đó là a căn 2 trên 2, thì chắc chắn rằng là tốc độ của chúng ta trị tuyệt đối của v đang bằng v max căn 2 trên 2 omega nhân a căn 2 chia 2. Nếu như mà vật của chúng ta đang cách vị trí cân bằng, trị tuyệt đối của x bằng căn 3 a căn 3 chia cho 2, thì vật của chúng ta đang có tốc độ trị tuyệt đối của v bằng v max chia cho 2 omega nhân a chia cho 2. Được chưa? Thì đấy là cách dùng của những cái cặp số đẹp như này, bởi vì thi thường người ta cho vào những cặp số đẹp. Nên các em nên nhớ như thế để mà có thể giải bài nhanh hơn. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi vào ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. Bài cho chúng ta đó là một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX. Trong 31,4 giây thì chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí 2 cm, ly độ bằng 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40 căn 3 cm trên giây. Lấy pi bằng 3,14, bài yêu cầu chúng ta viết phương trình dao động của chất điểm. Phương trình dao động của chất điểm là x bằng a cos của omega t cộng phi.
Do đó, muốn xác định được phương trình dao động thì chúng ta phải xác định được ba cái thông số A, omega và phi, biên độ, tần số góc và pha ban đầu. Thế thì chúng ta thấy, người ta cho trong 31,4 giây, vật thực hiện được 100 dao động toàn phần. Câu này là để cho chúng ta tính omega sau khi chúng ta tính được chu kỳ, đúng không? Chúng ta nhớ lại định nghĩa của chu kỳ. Chu kỳ là khoảng thời gian mà vật thực hiện được một dao động toàn phần. Thế nên chúng ta lập tức tính chu kỳ được ngay. Chu kỳ T sẽ là bằng 31,4 giây. Khoảng thời gian chia cho số dao động toàn phần thực hiện được 100. Chúng ta suy ra T bằng 0,314 giây. Và chúng ta suy ra omega bằng 2pi chia T. Pi nhớ lấy bằng 3,14. Và omega của chúng ta sẽ bằng 20 radian trên giây. Mặt khác, người ta lại cho chúng ta là gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x bằng 2cm theo chiều âm với tốc độ là 40 căn 3cm trên giây. Rõ ràng chúng ta không thể xác định được pha ban đầu trước khi xác định được biên độ. Chúng ta phải xác định biên độ trước. Có được biên độ thì chúng ta mới biết được chính xác cái trạng thái x bằng 2cm theo chiều âm này là như thế nào. Ở vị trí nào? A trên 2 hay là A căn 2 trên 2 hay là A căn 3 trên 2? Đúng không? Có nghĩa rằng là chúng ta phải xác định được biên độ trước. Thì ở cái thời điểm gốc thời gian này, tức là T bằng 0. Gốc thời gian là T bằng 0. Thì người ta cho chúng ta biết cả ly độ 2 và tốc độ, có nghĩa là trị đối của V, 40 căn 3cm trên giờ. Điều đó có nghĩa rằng là người ta nhắn nhủ chúng ta phải sử dụng công thức, hệ thức độc lập của X và V. Đúng không? Chúng ta viết gọn cái hệ thức độc lập này bằng cách là chuyển cái A này bình phương lên cái số 1. Chúng ta sẽ có X bình, tức là 2 bình đấy, cộng với V bình phương chia cho omega bình phương bằng A bình. Omega thì bằng 20 vừa tính rồi. Còn V người ta cho 40 căn 3, chúng ta thế vào và dễ dàng rút ra được biên độ A của chúng ta là bằng 4cm. Được chưa? Đấy, vậy là chúng ta xác định được thông số số 2, đó là biên độ dao động. Bây giờ còn pha ban đầu. Muốn biết được pha ban đầu là bao nhiêu thì chúng ta phải xem trạng thái dao động tại T bằng 0. Đây, tại T bằng 0 thì rõ ràng vật của chúng ta đang ở vị trí 2cm theo chiều âm mà biên độ bằng 4 rồi. Thế nên vật đang ở vị trí A trên 2 và đi theo chiều âm. Với vị trí là A trên 2, ly độ là A trên 2 thì vật của chúng ta có thể nằm ở một trong hai pha dao động cộng pi trên 3 hoặc trừ pi trên 3. Vật đi theo chiều âm nên chúng ta lấy pha dương, tức là pha dao động của vật tại thời điểm T bằng 0, phi sẽ phải bằng pi trên 3. Được không? Vậy thì phương trình dao động mà chúng ta cần tìm ở đây đó là 4 cốt của 20T cộng với pi trên 3cm. Chúng ta đến với ví dụ số 2. Bài cho chúng ta một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20cm trên giây. Chúng ta nhớ khi vật đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ đạt cực đại, tức là 20cm trên giây chính là V max, tức là omega nhân A. Bài cho tiếp khi, có nghĩa là tại một thời điểm nào đó, chất điểm của chúng ta có tốc độ là 10cm trên giây thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 căn 3cm trên giây đỉnh. Có nghĩa là cái thời điểm khi này người ta cho chúng ta tốc độ và cho chúng ta vận tốc, cho chúng ta gia tốc, nhắn nhủ chúng ta sử dụng hệ thức độc lập của V và A. Người ta cho cả V cả A luôn, sử dụng hệ thức này và chúng ta sẽ có được một cái phương trình liên quan đến các hằng số omega và A. Được chưa? Bài hỏi chúng ta biên độ dao động của chất điểm là bao nhiêu, tức là tính A. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết ra thôi, rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta có dấu sao, V max, tốc độ cực đại của chất điểm là omega nhân A khi vật đi qua vị trí cân bằng. Bài cho chúng ta là bằng 20cm trên giây. Đúng không? Chúng ta có hệ thức số 2. Đấy, một bạn thì bạn ấy thế cả V cả A mà người ta cho chúng ta ở đây vào hệ thức này. Và chúng ta có được một phương trình nữa với ẩn là omega và A và chúng ta sẽ giải được. Hệ phương trình hay ẩn luôn giải được. Và chúng ta sẽ xác định được omega và xác định được A. Tuy nhiên ở đây thầy muốn nhắn nhủ các em tới các cái cặp số đẹp. Chúng ta dễ dàng thấy rằng là cái thời điểm khi này, chất điểm của chúng ta đang có tốc độ là 10cm trên giây, tức là V max trên 2. Có nghĩa là V của chúng ta ở thời điểm khi đang bằng V max chia cho 2, omega nhân A chia cho 2. Theo cặp số đẹp của các cái hệ thức độc lập vuông pha thì các em nhớ rằng là gia tốc là một đại lượng dao động vuông pha với nó, chắc chắn phải đang có độ lớn nha.
Bởi vì là bình phương mà, bình phương. Nên gia tốc đang có độ lớn là bằng A max căn 3 trên 2. Đúng không? Và bài cho chúng ta là bằng 40 căn 3. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được A max của chúng ta sẽ phải bằng 80. Đúng không? Mà A max công thức là bằng omega bình nhân A, được học rồi, bằng 80. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được omega, bởi vì omega nhân A thì bằng 20 rồi, mà omega bình nhân A thì bằng 80. Lấy 80 chia cho 20 chúng ta có được omega. Omega của chúng ta phải là bằng 4 radian trên giây. Và chúng ta suy ngược lại thằng biên độ dao động bằng 5 cm. Rất đơn giản. Chúng ta chuyển tới ví dụ số 3. Bài cho chúng ta một con lắc lò xo có độ cứng K và một vật nhỏ có khối lượng là 250g, 0,25 kg đấy. Dao động điều hòa trên trục OX ở ly độ trừ 2 cm thì vật có gia tốc là 8 m trên giây bình, yêu cầu tính độ cứng K. Chúng ta biết rằng là độ cứng K của con lắc lò xo của chúng ta công thức tính là M omega bình, bởi vì omega của chúng ta bằng căn bậc 2 của K chia M mà. M cho rồi, thế nên bài này chúng ta đi tính omega bình. Thế thì chúng ta thấy rằng cái thời điểm ở này, có nghĩa là cái vị trí của chúng ta ở đây đó là ly độ bằng trừ 2 cm, x bằng trừ 2 cm, thì vật lại có gia tốc bằng 8 m trên dây bình. Có nghĩa là cái thời điểm này người ta cho chúng ta thông tin về ly độ x và gia tốc A. Lập tức các em nhớ về công thức độc lập của bọn chúng. Công thức độc lập của bọn chúng rất là đơn giản như ở đây. A bằng trừ omega bình nhân với x. Đây gọi là công thức độc lập ngược pha. Bạn này không phải vuông pha đâu, lúc nào không phải lúc nào các em cũng nhớ đến công thức độc lập vuông pha. Nhớ chưa? Ở đây là ly độ x và gia tốc A, công thức độc lập ngược pha đơn giản như ở đây. Muốn tính được gia tốc A thì chúng ta chỉ việc nhân vào x với trừ omega bình là xong. Ngược pha rất đơn giản như vậy. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng hệ thức này và nhớ đổi cùng đơn vị. Gia tốc đang bằng 8 m trên giây bình, chúng ta đổi thành cm sẽ là 800 cm trên giây bình bằng trừ omega bình nhân với giá trị của ly độ tại cái thời điểm này bằng trừ 2 cm. Cùng đơn vị rồi, bây giờ chúng ta dễ dàng rút ra được omega bình của chúng ta bằng 400, đúng không? Và chúng ta thế vào đây và chúng ta có 400 nhân với khối lượng đổi ra kg 0,25, tức là bằng K bằng 100 newton chia cho mét. Được chưa? Ví dụ 3 là một câu yêu cầu chúng ta nhớ về công thức độc lập của gia tốc và ly độ. Nhớ hệ thức độc lập của bọn chúng đơn giản như đây thôi, ngược pha mà. Chúng ta đến với ví dụ thứ 4. Bài cho chúng ta một vật dao động điều hòa khi đi qua hai điểm M và N thì gia tốc lần lượt là trừ 3 m trên giây bình và 5 m trên giây bình. Bài hỏi chúng ta đó là khi vật đi qua trung điểm Y của MN thì gia tốc là bao nhiêu. Bài toán này rõ ràng là liên quan tới gia tốc và vị trí mà vật đi qua, tức là ly độ. Tiếp tục chúng ta nhớ về hệ thức này, đúng không? Đấy, chúng ta có A bằng trừ omega bình nhân x. Cái công thức này cho chúng ta biết rằng là gia tốc A và ly độ x là tỷ lệ với nhau qua hệ số tỷ lệ trừ omega bình. Vì vậy mà chúng ta muốn tính được gia tốc A thì chúng ta tìm quan hệ của ly độ x của các điểm người ta cho. Ở đây điểm Y là trung điểm của MN, thế nên chúng ta luôn có xy. Đấy, ly độ của thằng Y sẽ bằng trung bình cộng ly độ của M và N, xm cộng với xn chia cho 2. Đấy. Do đó chúng ta suy ra quan hệ của gia tốc cũng vậy, AI sẽ bằng AM cộng với AN chia cho 2. Đấy. Và đơn giản là chúng ta lấy trừ 3 cộng với 5 chia cho 2, tức là bằng 1 m trên giây bình. Xong. Bạn nào mà cảm thấy khó hiểu thì các em không muốn dùng cái quan hệ tỷ lệ thì chúng ta có thể hiểu ở đây đó là chúng ta đã nhân cả hai vế này với trừ omega bình. Trừ omega bình nhân xy thì sẽ ra AI. Trừ omega bình nhân với xm thì sẽ ra AM. Trừ omega bình nhân với xn thì sẽ ra AN. Hiểu chưa? Chúng ta đến với ví dụ số 5. Bài cho chúng ta hai vật dao động điều hòa trên hai trục song song với phương trình dao động là x1, x2 không liên quan gì tới nhau. Biết rằng tại một thời điểm thì 64 x1 bình cộng 36 x2 bình bằng 48 bình. Và x ở đây chúng ta đang tính bằng cm, thế nên đây sẽ là cm bình phương, bởi vì đây là x1 bình, x2 bình mà.
biết tại thời điểm T, cái vật dao động thứ nhất có ly độ x1 3 cm, vận tốc là -18 cm/giây. Bài hỏi chúng ta vật thứ hai đang có vận tốc là bao nhiêu, có độ lớn là bao nhiêu, trị tuyệt đối của V2. Bài hỏi tốc độ của vật thứ hai tại thời điểm đó là bao nhiêu, chứ chúng ta không thể tính được chính xác vận tốc của vật thứ hai nha. Thì trong cái bài toán mà người ta cho quan hệ như thế này, thì lập tức chúng ta hãy nhớ tới cái lý thuyết mà chúng ta được học. Đó là vận tốc. Công thức tính là gì? À, chính là đạo hàm của ly độ theo thời gian. Đạo hàm của ly độ theo thời gian. Được chưa? Thế nên là chúng ta thấy rằng là cái phương trình người ta cho này là không có chứa biến vận tốc. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra được cái biến vận tốc của vật 1, vật 2 bằng cách đạo hàm hai vế. Chúng ta đạo hàm hai vế, chúng ta sẽ có ở đây sẽ là 128 x1, đúng không? Rồi chúng ta phải đạo hàm tiếp x1 theo thời gian, bởi vì x1 của chúng ta là một cái hàm hợp của T mà. Đấy. Nên chúng ta phải đạo hàm x1 tiếp mới đủ. 36 x2 bình, đạo hàm chúng ta có 72 x2. Tuy nhiên chúng ta đang đạo hàm theo T, thế nên là chúng ta sẽ có là đạo hàm tiếp của x2 theo T. Đấy. Bằng đạo hàm vế bên phải là một hằng số nhưng bằng 0. Được chưa? Chúng ta lại nhớ đạo hàm của ly độ thì ra vận tốc. Thế nên chúng ta có đây chính là 128 x1 v1 cộng với 72 x2 v2 bằng 0. Bây giờ muốn tính được v2, độ lớn của v2, thì chúng ta phải tính được x1, v1 và x2 tại thời điểm người ta cho. À, tại thời điểm người ta cho T ở đây thì người ta cho x1 cho v1 rồi. Vì vậy chúng ta chỉ cần tính được x2 là xong. À, chúng ta thấy hệ thức người ta cho 64 x1 bình cộng với 36 x2 bình bằng 48 bình. Hệ thức này cho chúng ta biết nếu như biết ly độ của một thằng thì biết ly độ của thằng còn lại, biết độ lớn ly độ của thằng còn lại, đúng không? Chúng ta có x1 bằng 3 cm, thế vào phương trình này và dễ dàng chúng ta sẽ rút ra được x2 có độ lớn là bằng bao nhiêu nhỉ? À, chúng ta sẽ tính toán đó là 48 bình trừ đi 64 nhân x1 bình là 3 bình nhân 9 chia 36 cộng trừ 4 căn 3, có nghĩa x2 của chúng ta có độ lớn bằng 4 căn 3 cm. Được chưa? Đấy, và chúng ta thế vào đây, thế vào phương trình này và chúng ta dễ dàng rút ra được V2 của chúng ta có độ lớn, hay V2 bằng cộng trừ, hay trị đối V2 bằng 8 căn 3 cm/giây. Thì đấy là ví dụ số 5. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ chuyển tới phần tiếp theo, chuyên đề tiếp theo về cái dạng bài toán này, đó là chuyên đề về dao động mạch LC, dao động cơ coi như sau. Chúng ta cùng chuyển đến phần mạch dao động LC trong cái dạng bài chúng ta nghiên cứu về quan hệ tức thời của các đại lượng dao động. Thế thì trong mạch dao động LC, chúng ta có các đại lượng dao động như sau: điện tích trên một bản của tụ điện Q, hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện U, và dòng điện I chạy trong mạch dao động LC, hay là dòng điện chạy qua cuộn cảm cũng như thế cả. Tức là chúng ta có 3 đại lượng dao động. Thế thì Q và U là 2 đại lượng dao động cùng pha với nhau. Q luôn bằng C nhân U. Q và I là 2 đại lượng dao động vuông pha nhau. I nhanh pha hơn Q một lượng là pi trên 2. Do Q và U là cùng pha nhau, thế nên I của chúng ta cũng nhanh pha hơn U một lượng là pi trên 2. Do đó mà chúng ta có các công thức độc lập vuông pha như ở đây. Nhớ Q và U là 2 đại lượng dao động cùng pha, quan hệ rất là dễ nhìn như ở đây. Nhớ chưa? Quan hệ về biên, tức là các cái mẫu này chúng ta đã biết hết rồi. Y0 thì bằng omega nhân Q0. U0 căn C thì bằng Y0 căn L. Chúng ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là các công thức độc lập này nó giống như cái phần vật dao động điều hòa mà chúng ta vừa nghiên cứu. Các công thức này cũng cho chúng ta biết đó là tại một thời điểm, nếu như biết được một đại lượng thì chúng ta cũng tính toán được tất cả các đại lượng còn lại. Nếu như tại một thời điểm mà người ta cho 2 đại lượng dao động, có nghĩa rằng người ta cũng ngầm thông báo cho chúng ta biết chúng ta hãy sử dụng những công thức độc lập vuông pha hay là cùng pha ở đây để áp dụng vào để tính những hằng số. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta cũng đi đến với các ví dụ, và nhớ là các cặp số đẹp chúng ta vẫn áp dụng một cách bình thường nhá. 1/2 căn 3/2, căn 2/2 và căn 2/2. Được chưa nhỉ? Ví dụ người ta cho chúng ta Q đang bằng Q0/2 thì rõ ràng Y của chúng ta đang có độ lớn là Y0 căn 3/2. Đấy. Q đang bằng
Y0 căn 2 trên 2 thì Y của chúng ta cũng đang bằng Y0 căn 2 trên 2. Đấy chưa nhỉ? Đó là các cái cặp số đẹp của áp dụng cho những cái đại lượng dao động vuông pha với nhau. Bây giờ chúng ta đến với các ví dụ. Ví dụ số 1, bài cho chúng ta mạch dao động LC. Gồm LC đã biết trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản của tụ điện là 5V, tức là U0 đấy. U0 bằng 5V. Bài hỏi chúng ta đó là khi, tức là một cái thời điểm nào đấy, hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện là 3V, tức là U nhỏ. Đấy, U nhỏ chúng ta bằng 3V. Thì cường độ dòng điện chạy trong mạch bằng bao nhiêu, tức là hỏi Y. Đấy. Cho U tức thời, hỏi Y tức thời. Chúng ta áp dụng công thức độc lập vuông pha UI ở đây. Và lưu ý cho thầy đó là U0, Y0 quan hệ với nhau như thế nào. Thì U0 căn C bằng Y0 căn L. Bài cho chúng ta U0 rồi, 5V. Thế nên dễ dàng chúng ta tính được Y0 do bài đã cho C và cho L. Đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta dễ dàng thấy rằng là người ta đã cho U0 rồi, tính được Y0. Thế mà U ở thời điểm T này đã biết, chúng ta dễ dàng tính được Y. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta sẽ biến đổi một chút như sau. Biến đổi một chút thì chúng ta sẽ có là Y bình phương sẽ là bằng. Các em nhớ rằng là U0 căn C bằng Y0 căn L. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi Y0 đi. Y0 sẽ là bằng U0 căn của C chia cho L. Đấy, và chúng ta sẽ rút ra được biểu thức của Y bình sẽ là bằng C chia cho L nhân với U0 bình phương trừ đi U bình. Đó. CL đã cho U0 bằng 5V, U nhỏ bằng 3V. Vậy chúng ta sẽ tính được Y. Và chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được Y ở đây sẽ bằng Y nhỏ của chúng ta sẽ có độ lớn nhá. Chúng ta chỉ tính được độ lớn thôi, chứ còn không tính được giá trị. Đó, trị tuyệt đối của Y sẽ bằng 6mA. 6 x 10 cũng trừ 3A. Ví dụ số 2, bài cho chúng ta một mạch dao động LC có L đã biết và C chưa biết đang có dao động điện từ tự do với Y, biểu thức của Y là bằng 0,12 cốt của 2000T. Có nghĩa rằng là Y0 bằng 0,12A và omega bằng 2000 radian trên giây. Có omega, có L, chắc chắn chúng ta tính được C, bởi vì omega bằng 1 trên căn LC. Đúng không nhỉ? Đấy. Các em phải nhẩm được những cái thứ đấy trong đầu. Bài hỏi chúng ta là khi cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có độ lớn là bao nhiêu? Cho Y hỏi U. Đúng không? Bài này thì cho U hỏi Y. Đấy, bài này thì lại cho Y hỏi U. Chúng ta tiếp tục sử dụng công thức độc lập của UI. Đấy, chúng ta đang có Y bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng. Cường độ dòng điện hiệu dụng là gì? À, đó là Y in hoa. Nó chính là bằng cường độ dòng điện cực đại Y0. Bài này cho là bằng 0,12V này này. À, 0,12A này. Chia cho căn 2. Đấy. Vậy thì chúng ta suy ra Y mà người ta đang nói là bằng Y chia cho 2. Đấy, bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng. Tức là bằng dòng điện cực đại Y0 chia cho 2 căn 2. Đúng chưa? Đấy, và bây giờ chúng ta thế Y của chúng ta vào đây. Đấy, Y chúng ta đang bằng Y0 chia cho 2 căn 2. Thế nên là cái thằng này bình phương của chúng ta lên là bằng 1/8. Do đó mà U chia cho U0 tất cả bình bằng 7/8. Do đó mà U của chúng ta sau khi sử dụng công thức độc lập, chúng ta sẽ suy ra U đang có độ lớn mà chúng ta đang mong muốn tìm đấy. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện sẽ là bằng căn bậc 2 của 7/8 U0. Bây giờ chúng ta tính được U0 nữa là xong. Thì nhớ cho thầy U0 bằng Y0 căn L chia cho căn C. Đấy, chúng ta sẽ viết đây là Y0 căn bậc 2 của L chia C. L biết rồi, mà C thì thầy vừa nói với các em sẽ tính được, bởi vì omega, thầy viết lên đây, omega bài cho bằng 2000. Mà 2000 của chúng ta có công thức là bằng 1 chia cho căn bậc 2 của L nhân C. L biết rồi,
50 nhân 10 mũ trừ 3 Henry, chúng ta dễ dàng tính được C. Và chúng ta sẽ tính C và thế vào đây. Là biết rồi, Y0 bằng 0,12 ampere. Và chúng ta sẽ tính ra được U của chúng ta sẽ có độ lớn là bằng, sẽ có độ lớn bằng là bao nhiêu nhỉ? U của chúng ta sẽ có độ lớn là bằng 3, đúng không? 3 căn 14 V. Đúng nhỉ? 3 căn 14 V. Các em thử tính lại cho thầy nhá. Xem ra đáp án như vậy không? Và chúng ta sẽ làm theo thứ tự như vậy. Bây giờ chúng ta đến với ví dụ thứ 3. Ví dụ thứ 3. Bài cho chúng ta đó là hai mạch dao động điện từ lý tưởng. Chu kỳ dao động riêng của mạch 1 là T1, mạch 2 là T2 gấp đôi T1. Ban đầu, điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại là Q0. Sau đó thì điện tích này sẽ phóng qua cuộn cảm trong mỗi mạch. Có nghĩa là hai mạch của chúng ta sẽ có dao động điện từ tự do. Thế khi mà điện tích của mỗi bản tụ điện của hai mạch của chúng ta có độ lớn như nhau đều là Q. Q của chúng ta là lớn hơn 0 và nhỏ hơn Q0, dĩ nhiên là như vậy. Thì tỷ số cường độ, độ lớn cường độ dòng điện trong hai mạch của chúng ta có độ có tỷ số như thế nào? Đấy, tỷ số độ lớn cường độ dòng điện trong hai mạch bằng bao nhiêu? Trị đối của Y1 chia cho trị đối của Y2. Câu hỏi đặt ra của chúng ta đó là biểu thức tính cường độ dòng điện chạy trong một cái mạch dao động của chúng ta theo Q là như thế nào? Dĩ nhiên là chúng ta phải nhìn vào công thức độc lập của Q và Y, đúng không? Hai mạch của chúng ta đều đang có điện tích trên tụ là như nhau, có nghĩa Q như nhau. Người ta hỏi chúng ta là Y1, Y2 của hai mạch ra làm sao? Vậy thì chúng ta hãy xét một mạch đi đã, tìm công thức tổng quát chung của một mạch và chúng ta sẽ áp dụng cho hai mạch, đúng không? Từ đây chúng ta sẽ suy ra công thức. Đấy. Công thức tính Y, nếu như mà chúng ta đã biết được Q, đúng không? Và chúng ta có biểu thức như sau, đó là Y độ lớn sẽ là bằng omega. Em lưu ý cho thầy đó là Y0 thì luôn bằng omega nhân Q0. Vậy chúng ta sẽ không viết Y0 mà chúng ta sẽ viết ở đây là omega nhân với Q0. Q0 nhân tử trung bình phương đưa lên số 1 này. Chúng ta sẽ có Q bình phương cộng với Y bình chia cho omega bình bằng Q0 bình. Và do đó Y của chúng ta có độ lớn bằng omega nhân căn bậc 2 của Q0 bình phương trừ đi Q bình. Đấy. Vậy thì đối với một mạch dao động LC biết Q, chúng ta thế vào biểu thức này cái là tính ngay được Y. Được chưa nhỉ? Và áp dụng cho cái bài toán này của chúng ta thì cả hai mạch dao động LC này có chung Q0, đều viết ở cái đều viết là Q0 in hoa, đúng không? Nó khác nhau một tí như thế. Công thức của chúng ta là ký hiệu là điện tích cực đại là Q0 in thường, thì đây là Q0 in hoa thôi, cũng vẫn vậy, chẳng có gì cả. Vậy chúng ta có Y1 sẽ là omega 1 mạch 1 mạch 2 omega khác nhau nha. Nhân với căn bậc 2 của Q0 của hai mạch là như nhau, đều là Q0. Trừ đi điện tích của hai mạch cũng như nhau, Q bình, Q0 bình. Trừ đi Q bình căn bậc 2. Mạch thứ hai chúng ta có omega 2 căn bậc 2 của điện tích cực đại cũng là Q0 bình. Q tức thời của chúng ta cũng là Q, nó giống nhau, đúng không? Nên hai thằng này tự triệt tiêu và rõ ràng Y1 chia cho Y2 độ lớn là bằng omega 1 chia omega 2. Thế mà omega thì tỷ lệ nghịch với chu kỳ T, thế nên là nó chính là bằng T2 chia cho T1. Thế mà T2 chia T1 ở đây là bằng 2. Vậy chúng ta chọn đáp án đó là 2. Được chưa? Rất đơn giản như vậy. Chúng ta đến với ví dụ cuối cùng, ví dụ thứ tư. Người ta lại tiếp tục cho hai mạch dao động lý tưởng. Đấy, điện tích của tụ điện cho mạch 1 là Q1, mạch 2 là Q2 và luôn thỏa mãn 4Q1 bình cộng Q2 bình bằng 1,3 nhân 10 mũ trừ 17, Q tính bằng Coulomb. Ở thời điểm T thì Q1 điện tích của mạch 1 đã biết, dòng điện chạy trong mạch 1 cũng đã biết. Bài hỏi chúng ta là độ lớn của dòng điện chạy trong mạch số 2 là bao nhiêu? Chúng ta thấy rằng ví dụ này rất giống như cái ví dụ số 5 của cái phần dao động cơ mà chúng ta vừa làm. Cách làm chúng ta là đạo hàm hay vế. Thế nên từ bây giờ các em nên có thói quen
nhìn thấy cái quan hệ kiểu như thế này là đạo hạt, đúng không nhỉ? Thế thì đối với mạch dao động LC thì các em nhớ cho thầy đó là dòng điện chạy trong mạch dao động của chúng ta được tính theo biểu thức, đó là đạo hàm của điện tích của một bản tụ điện theo thời gian, đúng không? Còn vận tốc mà chúng ta vừa học trong phần dao động cơ thì vận tốc là đạo hàm của ly độ theo thời gian, V bằng X đạo hàm. Ở đây thì Y bằng Q đạo hàm. Phần lý thuyết thầy đã dạy các em rồi, đó là Q rất giống X, còn V thì rất giống Y, đúng không? Ở đây cũng như vậy, Q rất giống X, thế nên đây chúng ta có thể coi là quan hệ của các X, giống như trong phần dao động cơ, đúng không? Vậy chúng ta tiếp tục đạo hàm hai vế, chúng ta sẽ có ở đây đó là 8Q1, đúng không? Nhân với Q1' thì ra dòng điện trong mạch thứ nhất, cộng với 2Q2, nhân với Q2' thì ra Y2, và đạo hàm ở vế bên phải thì bằng 0. Q1, Y1 đã biết rồi, bây giờ muốn tính Y2 có độ lớn như thế nào thì chúng ta tính Q2, đúng không? Bây giờ chúng ta tính Q2, và các em muốn tính Q2 thì chúng ta chỉ cần thế Q1 lên phương trình này và chúng ta sẽ tính được Q2. Và dễ dàng các em rút ra được Q2 của chúng ta có độ lớn hơn nha. Sẽ là bằng 3 nhân 10 ngũ trừ 9 coulomb. Các em thế đây, là các em ra được như thế. Và các em thế Q2, Q1, Y1 vào đây và chúng ta sẽ suy ra được Y2. Chúng ta chỉ biết được độ lớn thôi, có nghĩa là cộng trừ. À, sẽ bằng bao nhiêu? 8 mA. Được chưa? Đấy, thì đó là ví dụ thứ tư. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các cái dạng bài khác nữa nhá. Chúng ta đến với dạng bài thứ tư. Ở đây chúng ta sẽ đi nghiên cứu về vấn đề năng lượng trong dao động. Chúng ta có hai chuyên đề dao động cơ và dao động mạch dao động LC. Thì chúng ta tập trung nhiều hơn ở chuyên đề dao động cơ này. Còn chuyên đề mạch dao động LC, như lý thuyết thầy đã nói với các em rồi, công thức tính năng lượng điện trường, công thức tính năng lượng từ trường trong mạch dao động LC của chúng ta đã được giảm tải. Do đó, chúng ta chỉ tập trung vào những cái dạng bài lý thuyết, định tính và một số cái dạng bài tập cụ thể đi kèm. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói với nhau sau về cái chuyên đề mạch dao động LC nhá. Ở đây chúng ta sẽ nói với nhau trước ở chuyên đề dao động cơ. Khi nói về một vật dao động điều hòa, chúng ta luôn quan tâm tới hai cái dạng năng lượng dao động của nó. Đó là động năng và thế năng. Động năng công thức là 1/2mv bình, tức liên quan tới tốc độ của vật. Thế năng công thức là 1/2m omega bình x bình, tức là liên quan tới khoảng cách của vật tới vị trí cân bằng. Tổng động năng và thế năng của vật chúng ta gọi là cơ năng, hay nói khác là năng lượng của vật dao động. Thì chúng ta thấy rằng là năng lượng của vật dao động của chúng ta, cơ năng của vật dao động của chúng ta là một hằng số, là một đại lượng bảo toàn. Lý thuyết đã được chứng minh. Công thức là 1/2m omega bình a bình. Đối với con lắc lò xo thì công thức tính cơ năng này chuyển thành ở đây. Còn con lắc đơn thì công thức chuyển thành ở đây. Alpha 0 là biên độ góc. Được chưa nhỉ? Đấy. Thế thì ở phần lý thuyết các em cũng đã được học. Ở đây thầy nhắc lại một lần nữa. Đó là động năng và thế năng có những biểu thức dao động riêng của nó. Và chúng ta không gọi biểu thức của động năng và thế năng như vậy là dao động điều hòa. Mà chúng ta sẽ gọi động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên hay là dao động tuần hoàn thôi. Đấy. Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số gấp đôi của tần số dao động. Còn chu kỳ thì bằng một nửa. Tần số dao động là gì? Đó là tần số của XVAF. Đấy, cả cái bọn đấy là nó dao động với cùng một tần số và tần số của vật dao động. Con lắc lò xo thì omega bằng căn bậc 2 của K chia M. Đấy, còn con lắc đơn là omega bằng căn bậc 2 của G chia cho L. Thì đấy chính là tần số góc của vật dao động của chúng ta. Thì đó cũng chính là tần số góc của XVAF. Nhưng mà động năng và thế năng của chúng ta thì tần số nó gấp đôi. Và chu kỳ thì bằng một nửa. Nhớ như thế, thì các em có thể chú ý vào một số những câu hỏi ở trong tài liệu mà thầy thấy nó dễ và thầy không cung cấp ở đây. Ở đây thầy sẽ chỉ tập trung vào những cái ví dụ khó hơn mà thôi, nhớ chưa? Đấy, trước khi vào các ví dụ này, thì các em cũng phải nhớ cho thầy công thức định vị trí của vật khi mà chúng ta biết động năng đang gấp n lần thế năng. Nếu như mà động năng gấp n lần thế năng, thì bây giờ chúng ta cần xác định vị trí của vật nó đang ở đâu. Thế luôn có hai vị trí đối xứng ở vị qua vị trí cân bằng mà động năng gấp n lần thế năng. Và bây giờ chúng ta có thể chứng minh dễ dàng công thức. Đó là vật sẽ cách vị trí cân bằng của chúng ta một đoạn, đó là A chia cho căn của n cộng 1. Thì động năng sẽ gấp n lần thế năng. N đây là một số thực thôi, nhá, chứ không phải là số nguyên đâu. Chúng ta chứng minh công thức này rất là dễ dàng. Bởi vì chúng ta có ở đây, đó là động năng cộng thế năng luôn bằng 1/2m omega bình x bình. Thế mà động năng đang gấp n lần thế năng, đúng không?
Thế nên là cái vế trái này của chúng ta sẽ viết lại thành đó là thế năng nhân với n cộng 1. Thế mà thế năng công thức là 1 phần 2 m omega bình x bình. Thế nên vế trái này của chúng ta sẽ là 1 phần 2 m omega bình x bình nhân với n cộng 1. Mà lại bằng 1 phần 2 m omega bình a bình. Triệt tiêu 1 phần 2 m omega bình đi, chúng ta sẽ có x bình nhân với n cộng 1 sẽ bằng a bình. Và do đó x của chúng ta có độ lớn bằng a chia cho căn của n cộng 1. Từ đây chúng ta suy ra nếu như động năng gấp n lần thế năng, n bằng 3, động năng gấp 3 lần thế năng, thì vật sẽ cách vị trí cân bằng, trị tuyệt đối của x sẽ bằng a chia cho căn bậc 2 của 3 cộng 1. Tức là x có độ lớn bằng a chia 2. Tức là x bằng cộng trừ a trên 2. Vậy kết luận, tại hai vị trí cộng trừ a trên 2, động năng gấp 3 lần thế năng. Đấy là một vị trí rất là đặc biệt và chúng ta phải nhớ tương quan giữa động năng và thế năng. Động năng gấp 3 lần thế năng. Cũng có thể chúng ta sẽ hay gặp trường hợp đó là động năng bằng thế năng, tức là n bằng 1. Đúng không? N bằng 1 chúng ta thế vào đây. Chúng ta sẽ thấy rằng vật đang cách vị trí cân bằng một đoạn đó là a chia cho căn 2, tức là a căn 2 trên 2. Kết luận, tại hai vị trí cộng trừ a căn 2 trên 2, động năng bằng thế năng. Cũng là những vị trí đặc biệt mà chúng ta được học, đúng không? Cuối cùng, người ta cũng hay hỏi chúng ta đến cái quan hệ động năng và thế năng, đó là động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng, tức là thế năng gấp 3 lần động năng. Chúng ta thế n bằng 1 phần 3 vào đây, và chúng ta suy ra vật đang cách vị trí cân bằng, trị tuyệt đối của x bằng a căn 3 chia cho 2. Kết luận, tại hai vị trí cộng trừ a căn 3 trên 2, động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng, tức là thế năng gấp 3 lần động năng. Khi mà vật đi từ vị trí cân bằng ra hai biên thì động năng của chúng ta sẽ giảm đi và thế năng của chúng ta sẽ tăng dần lên. Thế nên cái tỷ số này của chúng ta thấy rằng là càng ngày càng gì đấy, càng giảm đi đấy, đúng không? Động năng gấp 3 lần thế năng, nhắc lại lần nữa, ở hai vị trí cộng trừ a trên 2, động năng bằng thế năng, tức là n bằng 1, tại hai vị trí cộng trừ a căn 2 trên 2, và động năng gấp 1 phần 3 lần thế năng, tức là thế năng gấp 3 lần động năng, tại hai vị trí cộng trừ a căn 3 trên 2. Đó là những vị trí đặc biệt. Đấy, và các em cũng phải nên nhớ để mà nhìn kết quả cho nhanh. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào các ví dụ nhá. Đầu tiên là chúng ta đi vào ví dụ 1. Bài cho chúng ta một vật có khối lượng 1 kg, dao động điều hòa với cơ năng là 125 mJ. Mili là 10^3. Khi vật có tốc độ là 25 cm/s, thì gia tốc của vật có độ lớn là 6.25 m³/s. Bài hỏi chúng ta là biên độ dao động của vật. Đấy. Thế người ta cho chúng ta cơ năng rồi, chúng ta phải nhớ tới công thức của cơ năng, đúng không? Cơ năng là gì? Cơ năng của chúng ta công thức là 1 phần 2 m omega bình a bình. Do đó chúng ta có 0.125 J. Chính là 125 mJ, đổi ra J nhá. Bằng 1 phần 2 m omega bình a bình, m bằng 1 kg. Đấy, còn omega bình a bình nữa. Được chưa? Và rõ ràng là chúng ta sẽ suy ra được omega nhân a bằng bao nhiêu? 0.5. Chúng ta đang viết công thức chuẩn, thế nên omega nhân a ở đây là bằng 0.5 m/s. Và đây chính là V max. Omega nhân a chính là V max. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng đạt cực đại, V max. Nhớ chưa nhỉ? Và người ta cho chúng ta thêm, đó là khi vật có tốc độ là 25 cm/s, thì gia tốc có độ lớn là 6.25 m³/s. Chúng ta hãy nhớ về công thức độc lập của V và A. Các bạn thế vào và các bạn chắc chắn sẽ tính được, sẽ có được thêm một cái phương trình nữa của omega và A. Vậy chúng ta có một hệ phương trình hay ẩn mà luôn giải được. Tuy nhiên đây chúng ta nên nhớ các cái cặp số đẹp. Chúng ta thấy tốc độ đang bằng 25 cm/s, tức là 0.25 m, tức là V của chúng ta đang bằng V max trên 2. Đúng không? V max của chúng ta đang bằng 0.5 m/s mà. Do đó nhớ về cặp số đẹp thì chúng ta suy ra gia tốc đang phải có độ lớn. Đây độ lớn đúng không? Bằng A max căn 3 chia cho 2. Đấy. Cặp số đẹp của các đại lượng dao động vuông pha. Được chưa? Và từ đây chúng ta suy ra A max. A max sẽ bằng 6.25 nhân với 2 ở đây
là giá 12,5 mét trên dây bình. Mà A max là gì? À, là omega bình nhân với A. Đúng không? Và từ đây dễ dàng chúng ta sẽ lấy thằng này chia cho thằng này. 12,5 chia cho 0,5 là có được omega. Và chúng ta suy ra được A. Đúng không? Và chúng ta sẽ suy ra A bằng. Đây, chúng ta lấy 12,5 chia cho 0,5. Ra 25. Và 25 chính là omega. Và chúng ta lấy 0,5 chia cho 25 là ra được biên độ A 0,02m, tức là bằng 2cm. Đó, ví dụ 1 chúng ta làm đơn giản như vậy. Ví dụ 2, bài cho chúng ta đó là con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số là 10 radian trên giây. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6m trên giây. Bài hỏi chúng ta biên độ dao động của vật là bao nhiêu. Trong cái ví dụ số 2 này, trong ví dụ số 2 này thì các em thấy rằng chúng ta nhớ về công thức ở đây, hoặc là nhớ về những cái vị trí mà tương quan động năng và thế năng đẹp. Chúng ta vừa nói với nhau rồi, đúng không? Chúng ta biết rằng động năng và thế năng bằng nhau ở vị trí nào? À, động năng và thế năng bằng nhau tức là N bằng 1. N bằng 1 tức là vật đang cách vị trí bằng một đoạn, đó là A chia cho căn 2. Tức là vật đang ở một trong hai vị trí cộng trừ A căn 2 trên 2. Đúng không? Mà khi vật ở một trong hai vị trí cộng trừ A căn 2 trên 2 thì tốc độ của vật đang là V max căn 2 trên 2. Được không nhỉ? Và tốc độ này người ta cho rồi, tần số góc người ta cho rồi. Vậy là chúng ta có tính được biên độ dao động không? À, tính được. Vậy chúng ta giải quyết như sau. Đó là chúng ta có động năng đang bằng thế năng. Có nghĩa rằng vật đang ở vị trí có độ lớn chỉ đối với x bằng A căn 2 chia cho 2. Đúng không? Thế mà qua công thức độc lập của xV thì vật mà đang ở vị trí A căn 2 trên 2 thì đây là cặp số đẹp. Chúng ta cũng suy ra tốc độ của vật đang phải bằng V max căn 2 chia cho 2. V max là omega nhân A. Đúng không? Và người ta cho chúng ta ở đây là bằng 0,6 mét trên giây. Đấy. V max thì bằng omega nhân A, và từ đây chúng ta suy ra được biên độ A bằng 6 căn 2 cm. Được chưa? Đấy, chúng ta đổi ra cm nhé. Thì đấy là ví dụ số 2, rất đơn giản. Ví dụ số 3, bài cho chúng ta đó là một vật nhỏ dao động điều hòa mà khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần mà động năng và thế năng bằng nhau là 0,1 giây. Bài hỏi chúng ta là động năng của vật biến thiên tuần hoàn với tần số bao nhiêu? Nhớ cho thầy, động năng biến thiên tuần hoàn với tần số gấp đôi của tần số dao động, và chu kỳ thì bằng một nửa. Vậy thì bài này chúng ta sẽ đi tìm tần số của vật dao động, đúng không? À, người ta cho chúng ta biết đó là khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần động năng và thế năng bằng nhau là 0,1 giây. Câu hỏi đặt ra, động năng và thế năng bằng nhau liên tiếp ở những khoảng thời gian bao nhiêu? Thì chúng ta thấy động năng và thế năng bằng nhau ở hai vị trí cộng trừ A căn 2 trên 2. Do đó mà chúng ta thấy khi vật đi từ trừ A căn 2 trên 2 tới A căn 2 trên 2, động năng và thế năng lại bằng nhau là T trên mấy? T trên 4. Khi mà vật ở vị trí A căn 2 trên 2 đi theo chiều dương đến biên dương rồi lại quay về A căn 2 trên 2, động năng và thế năng lại bằng nhau, cũng là T trên 4. Đấy. Từ A căn 2 trên 2 về trừ A căn 2 trên 2, động năng và thế năng lại bằng nhau, cũng là T trên 4. Từ trừ A căn 2 trên 2 về biên âm rồi lại quay lại trừ A căn 2 trên 2, cũng là T trên 4, động năng lại bằng thế năng. Tức là các em phải nhớ cho thầy, khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần động năng và thế năng bằng nhau, đó là T trên 4. Nhớ chưa? Và chúng ta sẽ có 0,1 giây ở đây bằng T trên 4. Và chúng ta sẽ suy ra T bằng 0,4 giây. Đấy. Và đây chính là chu kỳ dao động của con lắc. Bây giờ người ta hỏi chúng ta là động năng của vật biến thiên tuần hoàn với chu kỳ bao nhiêu, thì chúng ta nhớ chu kỳ bằng một nửa, tần số thì gấp đôi. Vậy thì chu kỳ của động năng sẽ là 0,2 giây. Thế nhưng người ta hỏi chúng ta là động năng cơ, à là tần số cơ, đúng không? Chúng ta suy ra tần số của vật dao động, F sẽ bằng bao nhiêu? 2,5 Hz, 1 chia cho F nè. Và từ đây chúng ta suy ra tần số của động năng, đúng không? Gấp đôi tần số của vật dao động, tức là 5 Hz.
Rất là đơn giản như vậy. Nhớ chưa? Không được sai ở những cái câu kiểu như thế này. Nhá. Chúng ta đến với ví dụ thứ tư. Bài cho chúng ta một con lắc lò xo mà vật có khối lượng là 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang từ t bằng 0 cho tới t bằng 4 bằng pi trên 48 giây, thì động năng của con lắc tăng từ 0,096 joule lên đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 joule. Ở thời điểm T2, thế năng của con lắc bằng 0,064 joule. Bài hỏi chúng ta biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Trong bài toán này, chúng ta thấy rằng là người ta đang nói động năng từ thời điểm T1 tới thời điểm T2 tăng từ 0,096 joule lên giá trị cực đại rồi lại giảm về 0,064 joule. Điều này có nghĩa rằng là vật của chúng ta nó phải lướt qua vị trí cân bằng. Tại vị trí cân bằng thì động năng đạt cực đại, đúng không? Vậy chúng ta có thể tưởng tượng vật nó đang dao động một cách đơn giản như thế này. Đấy, chúng ta có đây là vị trí cân bằng. Đây là biên âm đi. Đấy, đây là biên dương. Thế thì vật của chúng ta nó đang đi từ một cái vị trí nào đấy ở bên đây sang một vị trí nào đấy bên đây. Đấy, và chúng ta không biết chính xác là như thế nào. Nhưng mà chắc chắn nếu như vật đi từ đây sang đây thì động năng của con lắc của chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên cực đại tại vị trí bằng rồi giảm dần đi. Là rất đúng với cái mô tả của bài toán. Đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ gọi đây là thời điểm tại T1. Còn đây là thời điểm T2. Tại thời điểm T1 này thì chúng ta thấy người ta cho chúng ta thông tin về động năng bằng 0,096 joule. Còn thế năng thì chưa biết. Còn thời điểm T2 này thì chúng ta thấy là người ta cho hết động năng cho bằng bao nhiêu? 0,064 joule. Đấy. Giảm về 0,064 joule, tức là tại thời điểm T2 động năng của chúng ta bằng 0,064 joule. Mà tại thời điểm T2 này người ta lại cho chúng ta thêm thế năng nữa. Thế năng cũng bằng 0,064 joule. À vậy chúng ta kết luận tại thời điểm T2 động năng và thế năng của chúng ta là bằng nhau. Đấy. Mà động năng và thế năng bằng nhau ở đâu? À tại vị trí cộng trừ A căn 2 trên 2. Mà theo hình vẽ như thế này thì đây chắc chắn là vị trí A căn 2 chia cho 2. Được chưa? Đấy. Thời điểm T2 này thông tin động năng và thế năng đã biết. Do đó chúng ta cũng tính được cơ năng luôn. Tổng động năng và thế năng là cơ năng. Đúng không? Vậy chúng ta suy ra cơ năng của vật dao động bằng 0,128 joule. Đúng không? Và do đó chúng ta cũng tính được thế năng tại thời điểm T1. 0,128 trừ đi 0,096 bằng 0,032 joule. À, thế chúng ta thấy là tại thời điểm T1 này, động năng gấp bao nhiêu lần thế năng? Động năng gấp 3 lần thế năng. Và do đó, động năng mà gấp 3 lần thế năng thì N bằng 3, do đó vật của chúng ta đang ở một trong hai vị trí cộng trừ A trên 2. Theo hình vẽ ở đây thì vị trí này chắc chắn là trừ A trên 2. Đấy, được chưa? Và bây giờ chúng ta thấy rằng là vật đi từ thời điểm T1 cho tới thời điểm T2 theo trục phân bố thời gian sẽ mất một khoảng thời gian, đó là T trên 12. Đoạn này là T trên 12. Còn đoạn này là T trên 8. Đúng không? Và người ta đã cho T trên 12 cộng T trên 8 chính là pi trên 48 giây. Vậy thì chúng ta dễ dàng rút ra được T trên 12 cộng T trên 8 bằng pi trên 48 giây và rút ra được T bằng pi trên 10 giây. Và từ đây chúng ta sẽ rút ra được omega bằng 20 radian trên giây. Có được omega là chúng ta đã tính được biên độ dao động mà người ta yêu cầu chúng ta tìm rồi. Bởi vì cơ năng 0,128 joule, công thức tính là 1/2 m omega bình A bình. M bằng 0,1 kg, omega bình bằng 400. Và dễ dàng chúng ta suy ra được biên độ A của chúng ta bằng 0,08 m, tức là bằng 8 cm. Đấy, bài toán này chúng ta sẽ giải quyết một cách đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Được chưa nhỉ? Chúng ta đến với ví dụ thứ 5. Bài cho chúng ta một vật dao động điều hòa trên trục OX. Khi vật vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn là S thì động năng của vật là 8 joule. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn lại là 5 joule.
Bài hỏi chúng ta là nếu như đi thêm một đoạn S nữa thì động năng còn lại là bao nhiêu? Biết 3S của chúng ta không vượt quá được biên độ dao động. Tức là trong cái quá trình diễn biến dao động mà bài này người ta nhắc tới thì vật chưa có đổi chiều chuyển động, chưa tới được biên, đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy như sau. Đấy, vật của chúng ta đang ở đây, vị trí bằng, đúng không? Đi thêm một đoạn là S thì vật có động năng tại cái vị trí này là mấy? Là 8 joule. Đi thêm một đoạn S nữa thì động năng bây giờ là 5 joule. Bài hỏi chúng ta đi thêm một đoạn S nữa thì tại vị trí này động năng là bao nhiêu? Đấy. Thế chúng ta thấy rằng tại vị trí này vật đang có ly độ có độ lớn là S. Vị trí này vật đang có ly độ có độ lớn là 2S. Còn vị trí cuối cùng vật đang có ly độ có độ lớn là 3S. Vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức này và viết lại mấy lần là xong? Viết lại 3 lần là xong, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái hệ như sau. Đó là V kép bằng động năng cộng thế năng tại vị trí đầu tiên, vị trí này, thì động năng đang bằng 8 joule. Đấy, cộng thêm thế năng 1 phần 2 M omega bình S bình, đúng không? Tại vị trí tiếp theo, có nghĩa là đang có ly độ là 2S, thì động năng là 5 joule. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ có thế năng là 1 phần 2 M omega bình nhân với 2S tất cả bình, tức là S bình phương nhân với 4, đúng không? Và cuối cùng chúng ta có V kép bằng bao nhiêu nhỉ? Vị trí cuối cùng của chúng ta, chúng ta gọi động năng lúc này là X gì cần tìm, cộng với thế năng là 1 phần 2 M omega bình, ly độ lúc này là 3S tất cả bình, tức là S bình phương nhân với 9, đúng không? Và bây giờ chúng ta cần tìm X. Đến đây thì quá đơn giản rồi. Rõ ràng phương trình đầu tiên và phương trình thứ hai giúp cho chúng ta tính được 1 phần 2 M omega bình S bình, một ẩn. Và ẩn thứ hai là ẩn V kép, đúng không? Chúng ta cho hai thằng này bằng nhau. Và dĩ nhiên chúng ta tính được 1 phần 2 M omega bình S bình bằng mấy? Bằng 1. Đấy. Từ hai phương trình đầu tiên, chúng ta có 1 phần 2 M omega bình S bình bằng 1 joule, đúng không? Và do đó V kép của chúng ta thế vào sẽ ra 9 joule. Và X của chúng ta ở đây sẽ là bằng 9 joule trừ đi 1 nhân với 9, và X của chúng ta bằng 0. Thế thì rõ ràng là 3S sẽ bằng A. Trong bài toán này 3S sẽ bằng A, tức là cái S cuối cùng mà vật đi được ấy sẽ ra được tới biên dao động của vật, đúng không? Tới vị trí biên, tức là động năng bằng 0. Đấy, thì bài toán này chúng ta sẽ giải quyết như vậy. Thì đây là toàn bộ những cái bài toán mang cái tính chất rất là cơ bản, điển hình ở trong cái vấn đề năng lượng của vật dao động. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới chuyên đề máy dao động LC xem có vấn đề là gì nhá. Chúng ta cùng đến với vấn đề năng lượng trong mạch dao động LC. Trong mạch dao động LC thì vấn đề về năng lượng của mạch dao động điện từ lý tưởng của chúng ta chỉ cần đơn giản hiểu định tính lý thuyết mà thôi. Lý thuyết như thế nào? Đó là khi mà mạch dao động LC của chúng ta có sự dao động điện từ thì luôn có hai dạng năng lượng, đó là năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Cũng kiểu như là thế năng và động năng ấy. Năng lượng điện trường thì nó rất giống như thế năng, và năng lượng từ trường thì nó rất giống như động năng. Đấy. Thế thì năng lượng điện trường đó là năng lượng tập trung trong lòng ở giữa hai bản của tụ điện. Còn năng lượng từ trường là năng lượng tập trung ở trong lòng cuộn cảm. Đấy. Để mà chọn cho đúng, người ta hỏi là năng lượng điện trường tập trung ở đâu, năng lượng từ trường tập trung ở đâu thì phải chọn cho đúng. Năng lượng điện trường tập trung giữa hai bản của tụ điện, năng lượng từ trường tập trung trong lòng cuộn cảm. Được chưa? Và tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch dao động LC người ta gọi là năng lượng điện từ. Nếu như mạch dao động của chúng ta là lý tưởng thì cái năng lượng điện từ này là một hằng số không thay đổi theo thời gian. Xong, thì đó là lý thuyết. Và người ta cũng có thể hỏi chúng ta một cái dạng bài tập ở đây, đó là mạch dao động LC của chúng ta không lý tưởng. Đấy, cái sự dao động là không lý tưởng. Nếu như mạch dao động của chúng ta nó có điện trở thuần bên trong. Điện trở thuần này có thể là điện trở thuần của cuộn cảm L, hoặc là điện trở thuần của các cái dây nối ở đây. Nói chung
chúng ta có điện trở ở trong mạch là R, thì mạch của chúng ta sẽ luôn luôn tiêu thụ một công suất tỏa nhiệt trên điện trở R này đi. Đấy, và năng lượng điện từ này cứ bị giảm dần đi. Nếu như chúng ta không cung cấp năng lượng cho mạch dao động này, thì mạch dao động của chúng ta cứ càng ngày càng tắt dần. Bởi điện trở thuần này tiêu thụ công suất tỏa nhiệt trên nó, đúng không? Và cái công suất tỏa nhiệt trên cái điện trở R này sẽ có công thức là P bằng I bình phương nhân R. Đấy. Với I ở đây người ta sẽ gọi là cường độ dòng điện hữu dụng chạy trong mạch dao động LC. Có công thức tính là dòng điện cực đại chạy trong mạch chia cho căn 2, I0 chia căn 2. Nhá. Và chúng ta có quan hệ I0, dòng điện cực đại chạy trong mạch, và điện áp cực đại giữa hai bản của tụ điện quan hệ với nhau mà chúng ta đã biết, I0 căn L bằng U0 căn C. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy thêm công thức. Công thức tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở R. Và I là cái gì? I là cường độ dòng điện hữu dụng chạy trong mạch, I0 chia cho căn 2. Cái này các em cũng đã biết rồi. Đấy, trong cái phần tính toán về biên của các đại lượng dao động là chúng ta cũng nhắc với nhau về cái cường độ dòng điện hữu dụng rồi, đúng không? Hay là điện áp hữu dụng ra bản tụ điện rồi. Thế nhớ cho thầy công thức này nữa. Vậy thì bây giờ nếu như muốn cho mạch của chúng ta dao động điện từ với năng lượng điện từ là không thay đổi theo thời gian, thì chúng ta phải cung cấp cho mạch của chúng ta một cái công suất đúng bằng công suất tỏa nhiệt trên điện trở R này, thì mạch của chúng ta nó mới duy trì được cái sự dao động như vậy. Và bài toán của chúng ta thường là như vậy nhá. Và bây giờ chúng ta đến với cái ví dụ rất là đặc trưng ở đây. Đó là người ta cho chúng ta một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm là 50 mH và tụ điện của chúng ta có điện dung C bằng 5 microfarad. Nếu như mạch có điện trở thuần là 10 cũng trừ 2 ô. Đấy. Thì để duy trì dao động trong mạch với điện áp cực đại giữa hai bản của tụ điện là 12V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình là bao nhiêu? Công suất trung bình ở đây là gì? Chính là cái công suất tỏa nhiệt trên điện trở R. Nếu mà như chúng ta không cung cấp công suất trung bình đấy, để duy trì cho cái sự dao động này, thì mạch của chúng ta cứ càng ngày càng mất dần năng lượng đi. Năng lượng điện từ càng ngày càng mất dần đi. Bởi cái thằng R nó tiêu thụ một công suất tỏa nhiệt trên nó. Và mạch của chúng ta cuối cùng là tắt. Đúng không? Vậy thì bây giờ người ta hỏi chúng ta phải cung cấp một công suất trung bình bao nhiêu? Thì đó chính là công suất tỏa nhiệt trên R. Nhớ chưa? Vậy chúng ta sẽ có công suất mà cần tìm. Chính là công suất tỏa nhiệt trên R. Công thức là I bình phương nhân với R. R biết rồi, 10 ngũ trừ 2 ôm. Thế I đây là gì? Đó là cường độ dòng điện hữu dụng mà chúng ta muốn duy trì. Cường độ dòng điện hữu dụng mà chúng ta muốn duy trì chính là I0 chia cho căn 2. Cường độ dòng điện hữu dụng mà, bằng cực đại chia căn 2. Vậy chúng ta có thể viết lại đây, đó là bằng I0 bình phương nhân với R chia cho 2. I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch mà chúng ta muốn duy trì. Thế mà cường độ dòng điện cực đại trong mạch chúng ta muốn duy trì lại liên hệ với điện áp cực đại giữa hai bản của tụ điện mà chúng ta muốn duy trì ở đây, đúng không? Vậy chúng ta có thể viết lại công thức này như sau. Đó là I0 bình phương, bây giờ chúng ta viết thành U0 bình phương nhân với C chia cho L. Và đây chính là I0 bình phương, được không nhỉ? Chúng ta còn nhân với R chia cho 2 nữa. Đấy, vậy công thức của chúng ta là đây. Và chúng ta thế số vào là xong. 12 bình phương nhân với C bằng 5 nhân 10 ngũ trừ 6. Nhân với R 10 ngũ trừ 2 ôm. Chia cho 2L. 2 nhân với 50 nhân với 10 ngũ trừ 3 mili mà. Và các em sẽ ra đây đó là bằng 72 nhân 10 ngũ trừ 6W. Có nghĩa là cứ 1 giây thì chúng ta phải cung cấp cho cái mạch dao động LC của chúng ta một cái năng lượng, đó là 72 nhân với 10 ngũ trừ 6 joule. Watt là joule trên giây mà. Đấy. Người ta hỏi chúng ta là nếu như bây giờ chúng ta dùng pin có năng lượng là 93,312 joule thì sẽ duy trì được cái mạch này dao động trong bao lâu? Công suất mà chúng ta cần cung cấp trung bình, tức là năng lượng cần cung cấp trung bình trong 1 giây là 72 nhân 10 ngũ trừ 6 joule. Do đó thời gian mà chúng ta cần tìm delta T duy trì được chính là bằng năng lượng của pin. Chúng ta sẽ gọi ở đây đó là A đi, năng lượng của pin.
chia cho công suất trung bình mà chúng ta cần cung cấp. Delta T sẽ bằng A chia T. Và chúng ta sẽ có đáp án là bằng 93,312 chia cho 72 nhân với 10 mũ trừ 6. Và các em sẽ ra ở đây là bằng 1.296.000 giây. Bây giờ chúng ta đổi ra, chắc là người ta hỏi theo ngày đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ chia cho 3.600 để đổi ra giờ trước, 360 giờ. 360 giờ. Đấy, mà mỗi một ngày là 24 giờ, vậy đây sẽ là bằng 15 ngày. Được chưa? Đấy, thì cái mạch dao động DC của chúng ta có thể gặp những cái bài toán kiểu như thế này nữa. Lý thuyết thì chỉ đơn giản là đây. Còn cái bài tập mà người ta hỏi thì có thể ở dạng này thôi. Mỗi thế thôi. Xong nhá. Thì chúng ta sẽ chuyển sang đến những dạng bài tiếp theo liên quan tới cả hai chuyên đề dao động cơ và dao động mạch dao động DC của chúng ta nhá.